Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ quay một cái video về cái cây sung của nhà tôi nhé. Đây là cái cây sung mà nhà tôi đã trồng được khoảng độ 15 năm rồi nhé. Hôm cách đây 2 tháng này tôi đã đốn gốc, đốn gọi đi cành đi nhé. Thì đốn qua tay thì nó đã gần như là cụt hết các cành nhé. Thì hôm nay là bắt đầu vào mùa xuân, bắt đầu nảy lộc rồi nhé. Thì tôi sẽ quay lại cảnh cận cảnh từ gốc đến ngọn của cây sung nhé. Tại vì hôm nay ra vườn thấy cái lá nọc của nó này rất là non nên tôi muốn quay lại cho các bạn xem. Đây cái rễ của nó này, cái rễ của nó thì tôi thấy là nó rất là sum suê nhé. Nó hình thành bốn cái rễ, bốn hay là sáu cái rễ, như gần như cái xương sống để nó bám vào đất ấy. Cái lá nó rất xanh này, cái lá vừa mới nảy chồi lên xanh mướt nên là cái này mà ăn nem thì thích lắm. Đấy, cái đoạn mình đã đốn hết đoạn trên, giờ chỉ còn khoảng độ 3 mét cái đoạn thân của nó thôi. Đây đoạn trên của nó này nồng rất xanh luôn. Thì cái này mà ăn nem hay ăn nem chua thứ được cuốn là ngon lắm. Ai muốn mình gửi, bạn nào muốn mình gửi cái lá sung này ăn nem thì cứ liên hệ nhé. Đây. Cái cây sung này thì là trồng rất là dễ nhé các bạn nhé. Các bạn cố gắng trồng để một là làm cảnh, hai là nó quả rất là đẹp. Bao giờ có quả tôi sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Rồi cái lá sung này ăn nem rất là tốt. Rồi tôi quay lại một lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.